để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be sent, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Kính chào quý cô, quý ông bà và anh chị em một lần nữa. Còn linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo. Để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Nguyện kính chúc quý cô, quý ông bà và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành và tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu hài lòng. Thưa quý cô, quý ông bà và anh chị em, hôm nay con đến với quý cô, quý ông bà và anh chị em trong chủ nhật sau giờ đầu tiên sau lễ Giáng sinh, cả giáo hội mừng lễ Thánh Gia Thất. Nếu những ai đã theo dõi những chương trình Sống Đạo Công Giáo của con, cũng như những bài giảng, những bài chia sẻ, thì chắc chắn hiểu được một điều là con lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tất cả các bài giảng cũng như các bài chia sẻ, con không dám giảng dạy hay chỉ bảo cho ai. Con không dám soạn cho người khác để nhìn vào cái xấu của người khác, mà con nhìn vào chính cuộc đời của mình với những yếu đuối, những cám dỗ của con. Và con cố gắng chia sẻ những điều đó với chính con, nói với chính mình là làm sao để con có thể sống tốt hơn trong ánh sáng của tin mừng trong những ngày đó. Và dĩ nhiên hôm nay lễ Thánh Gia Thất cũng không phải là một ngoại lệ. Cho nên hôm nay thực sự bài chia sẻ nó dễ hơn, bởi vì con nói về chính con và gia đình của chính mình. Thưa quý cô, quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta trở lại dòng lịch sử của giáo hội, thì trong 16 thế kỷ đầu tiên không hề có lễ Thánh Gia Thất. Có thể là bởi vì lúc đó giáo hội chưa cần thiết để có một thánh lễ để mừng, để cho chúng ta nhìn thấy cái mẫu gương sống đạo, bởi vì các gia đình còn sống gần gũi nhau. Vào đến khoảng cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 thì người ta bắt đầu đi khắp nơi để tìm những cái chỗ khác, và gia đình thì bắt đầu bị chia cắt bởi những người đàn ông. Chúng ta nhớ ngay cả nước Mỹ này cũng vậy, tức là cái thời gian đó là gì, ông Columbus tìm ra nước Mỹ, tức là họ xuống tàu, họ đi tìm những cái vùng đất mới, và gia đình bị chia cắt, bố vợ chồng, bố mẹ con cái và bị chia cắt. Cho nên vào đầu thế kỷ thứ 17 thì một số địa phương nơi có những gia đình hay bị chia cắt đó, thì vị giám mục địa phương đó cho mừng một cái lễ gọi là mừng gia đình thứ nhất, nó gọi là the first family of Christendom, tức là gia đình quan trọng nhất trong thời đại của người Kitô giáo. Nhưng cái đó nó chỉ là những cái vấn đề của địa phương, những nơi có nhắc gia đình bị chia cắt, mừng để nhắc nhở chúng ta gia đình là cái tầm quan trọng, hay tiếng Việt chúng ta gọi là cái tế bào căn bản nhất của xã hội. Đó là vào thế kỷ thứ 17. Nhưng thực sự lễ Thánh Gia Thất được mừng trên toàn thể giáo hội phải đợi đến 1921 năm sau. Có nghĩa là năm 1921, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã công bố chính thức ngày Chủ Nhật sau lễ Giáng sinh, cả giáo hội mừng lễ Thánh Gia như là mẫu gương sống đạo của tất cả các gia đình. Ngược dòng lịch sử đã trở về, chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20 đó, khi Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 15 công bố: dạ thưa, kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bao nhiêu gia đình bị tan tác bởi vì người chồng, người con đã tử trận và không trở về. Cùng một lúc đó, xã hội chúng ta gọi là được công nghiệp hóa. Thế là không những gia đình bị chia rẽ, mà thay vì một người đi làm để nuôi cả gia đình, một người chủ gia đình, thì bây giờ cả đàn ông, cả đàn bà, cả vợ, cả chồng, đôi lúc cả con cái nữa, phải cật lực đi làm trong một xã hội hóa như thế, công nghiệp hóa như thế. Và chính vì vậy, giáo hội đã chính thức mừng lễ Thánh Gia Thất vào năm 1921. Như là một lễ cho hoàn vũ và để cho mọi gia đình noi gương lễ Thánh Gia Thất, như là gia đình mẫu gương lý tưởng của các gia đình. Nói như thế, chúng ta thử nhìn lại, nếu mà chúng ta được sống như vậy thì nó quá tốt rồi, nhưng phải chăng nó có được như thế? Thưa quý ông bà và chị em, con mới đưa ra cho quý ông bà và em một chút xíu lịch sử để chúng ta hiểu được tại sao chúng ta có cái lễ đó. Đối với những người đang sống tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng ta thử nhìn xem
tại điều gì đang xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ này. Dựa theo tờ báo Economics Institute, có nghĩa là thời báo kinh tế của nước Mỹ năm 2008, có nghĩa là đã cách đây 12 năm, tức là nó còn chưa có game, thì họ công bố rằng cứ 2/3 gia đình ở nước Mỹ không ăn cơm chung với nhau. Nói tóm lại, có nghĩa con số đó là gì? Có nghĩa là cứ 10 gia đình ở tại nước Mỹ này thì có 7 gia đình không ăn cơm chung với nhau hàng tuần. Và họ chỉ nói tức là 2 bữa một tuần mà thôi, chứ không phải là 7 bữa hay 5 bữa một tuần đâu. Có nghĩa là gì? Đơn giản hơn nữa là cứ 10 gia đình tại nước Mỹ này thì chỉ có 3 gia đình ăn cơm với nhau ít nhất là 2 bữa một tuần, ăn cơm chung với nhau. Trong 10 gia đình mà có 3 gia đình ăn cơm chung với nhau đó, thì 2 trong số 3 gia đình đó ăn cơm chung với nhau đó là vừa ăn cơm, vừa coi tivi, vừa nói chuyện điện thoại hay vừa đọc báo. Nói tóm lại, thống kê trong tờ Kinh tế Hoàn Cầu năm 2008 tại nước Mỹ đó nói thế này: cứ 10 gia đình của nước Mỹ thì chỉ có 1 gia đình ăn cơm chung với nhau mà không bị ảnh hưởng bởi tivi, điện thoại, radio, cassette, báo chí. Phải chăng cái khủng hoảng của các gia đình đã lên tới vực cao? Phải chăng đó là lý do tỷ lệ những người sống độc thân mà hay là những gia đình tàn nát rất cao tại nước Mỹ? Quý cô, quý ông bà và anh chị em, như con đã hứa trong bài giảng chia sẻ đối với những ai theo dõi trong bài giảng Giáng sinh, con nói tuần này trong lễ Thánh Gia Thất con sẽ tập trung vô cái giới răn thứ 3. Trong lễ Giáng sinh con có nói chúng ta mừng Chúa đến lần thứ nhất, ai cũng mừng cả, ai cũng vui cả, nhưng chúng ta rất sợ Chúa đến lần thứ hai. Đối với những ai trên 30 tuổi chắc còn nhớ cái ngày năm 2000, không ạ, chúng ta gọi là Y2K. Bao nhiêu báo chí nó nói, nó hù chúng ta sợ gần chết, là khi người ta đổi từ cái 1999 qua 2000 thì hệ thống computer sẽ shut down, đi máy bay nó sẽ rớt. Rồi gì trong nhà thương sẽ thế này thế nọ. Chúng ta sợ cái ngày Chúa đến lần thứ hai, chúng ta vui mừng đón ngày Chúa lần thứ nhất. Và con nói một trong những lý do tại sao là bởi vì ba cái điều răn mà Chúa nói trong 10 điều răn đó, là tôi yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn đó, rồi giữ ngày Chủ nhật biến thành nó ngày thánh đó, và thảo kính cha mẹ, thì ba cái điều Chúa muốn mình làm mình không làm, 7 cái điều Chúa bảo mình đừng làm thì mình lại làm. Và đó là làm sao chúng ta sợ. Và con có hứa là trong ngày lễ hôm nay con sẽ nói về giới răn thứ 3, giới răn thảo kính cha mẹ. Có thể nó gần gũi hơn là bởi vì ai trong chúng ta cũng có cha mẹ. Cho dù mình có phải là con nuôi thì mình cũng có một cái cha mẹ đỡ đầu, và chúng ta có trách nhiệm phải thảo kính. Cá nhân con cũng không ngoại lệ. Nếu những ai theo dõi chương trình Sống Đạo Công Giáo thì biết được, bắt đầu từ tháng 10, tháng 5 vừa rồi thì bố mẹ con đã lớn tuổi, bố con 89, mẹ con 78 rồi, về sống chung với con trong nhà xứ. Và đó không phải là một điều dễ. Con là một linh mục, cả cuộc đời sống quen thói quen một mình. Và đôi lúc chắc quý cụ, quý ông bà, anh chị em cũng nghe nói là ngay cả các linh mục cha xứ với cha phó sống chung với nhau cũng không được, bởi vì ông nào cũng đòi tự do. Con sống chung với bố mẹ con, một trong những cái việc đầu tiên với những công việc bận rộn của giáo xứ là con phải thay đổi cái thời khóa biểu làm việc. Và con hứa với bố mẹ con là mỗi tuần ít nhất mình sẽ ăn chung với nhau 3 lần. Tuổi tác, văn hóa, cung cách suy nghĩ khác nhau, không phải là dễ để thảo kính cha mẹ. Đôi lúc những bực mình trong tư tưởng, lời nói, đó là tại sao khi chúng ta trong cái bài, trong cái kinh Confidie, là kinh thương xót lúc đầu lễ đó, con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót quên lãng.
đôi lúc mình cứ đọc như một cái môi miệng, nhưng mà khi bố mẹ con về sống với con rồi thì con mới nhìn thấy sao nó đúng thế. Thực sự cái lỗi lớn nhất, cái tội lớn nhất mà con phạm là không phải là cái lỗi trong lời nói, việc làm hay những điều thiếu sót, mà cái tội trong tư tưởng. Bởi vì đó là nơi xuất phát rất nhiều tội lỗi. Bởi vì từ cái tư tưởng nó suy nghĩ những cái điều khó chịu, bực mình với bố mẹ, với những người xung quanh. Mà hôm nay con đặc biệt tập trung vô cái gia đình, chỉ lẽ dẫn gia cho nên con sẽ tập trung vô cái tội của gia đình để nói ra, đôi lúc mình còn kiềm chế được một tí xíu. Chẳng hạn như con bực mình bố con gì đó, con nói ra đôi lúc con kiềm chế được một chút xíu. Rồi con kiềm chế được bằng cái lời nói, từ cái lời nói biến thành hành động, con kiềm chế được một chút xíu. Cho nên cái lỗi lớn nhất, cái tội lớn nhất là cái tội. Cho nên giáo hội hay quá, con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, sau đó với những điều thiếu sót. Tư tưởng. Con đưa ra một ví dụ, hôm nay con lái xe sáng nay, sáng thứ bảy, hôm qua con lên trên cách đây giáo xứ 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng 45 phút để làm lễ cho một nhóm anh chị em người Việt. Sáng hôm nay lái về để làm lễ chiều thứ bảy này. Trên đường về con hỏi bố con là: bố ơi, bữa hôm đó bố ăn tiết canh gà đó, bố thấy ngon không? Bố ăn quay cà, bố ăn trả lời: chiều nay bố đi lễ về xong rồi bố mới ăn cơm. Con nói: bố, con đâu có hỏi về đâu, con hỏi vậy. Bố nói: à, thì tự nhiên mày hỏi vậy, tao tưởng là mày hỏi là chiều nay có ăn cơm không. Từ những cái nhỏ nhặt nó làm cho chúng ta cảm thấy bực mình, suy tư. Rồi trong tư tưởng, lời nói, việc làm, mất sự tôn trọng của nhau. Đó là chuyện giữa cha mẹ với con cái, con cái đối với cha mẹ, và 1000 thứ khác. Những cái lời nói, đôi lúc chúng ta khinh khi cha mẹ mình nữa, và trong đó chắc chắn có con. Con không dám nói tới người khác: ồ, bố mẹ già không biết gì, hay là dạy một cái gì đó, để sử dụng một cái gì đó, dạy đi dạy lại nhiều lần rồi lại cứ quên. Rồi đôi lúc mẹ con nấu ăn, con sao mẹ nấu mẹ không ướp, mẹ tao nói: ừ, dạo này tao nấu tao quên ướp. Khinh khi nữa, không có tôn trọng nữa. Đó là chuyện con cái với bố mẹ. Và nhiều thứ lắm. Con ngồi đây con kể hết ngày này qua ngày khác. Rồi chuyện bố mẹ với con cái nữa. Thực sự là mình có, con biết người Việt chúng ta hy sinh cho con cái rất nhiều. Chúng ta sẵn sàng hy sinh, nhưng đôi lúc cái giáo dục của chúng ta không đúng. Một trong những cái điều đó là gì? Đó là mình không có dạy cho giáo cho con cái của mình cái ngày lễ, cái ngày rửa tội của nó. Con nghĩ đó là một cái rất quan trọng, đặc biệt là ở bên Mỹ này nữa. Nó mừng cái ngày sinh nhật, nhưng mà nó không có mừng ngày lễ rửa tội. Giáo hội mừng ngày sinh nhật Chúa và ngày lễ dân Chúa trong đền thờ. Cái đó là cái quan trọng mà không mừng đó. Mình không mừng đó. Đối với những cha mẹ mà bây giờ bố mẹ mình đã mất, mình không thể quay trở lại để làm gì, mình có thực sự xin lễ cho bố mẹ mình mỗi ngày sinh nhật của bố mẹ hay ngày giỗ của bố mẹ không? Người Việt mình thì khá hơn người Mỹ cái đó. Nhưng con hỏi thiệt, quý ông bà và anh chị em, là quý ông bà và anh chị em có dạy cho con cái quý ông bà và anh chị em làm điều đó không? Hay là vài bữa nữa tới khi quý ông bà và anh chị em chết, nó còn quên ngày xin lễ cho quý ông bà và anh chị em? Bởi vì quý ông bà và anh chị em ngày hôm nay cứ xin lễ cho bố mẹ mình, nhưng mà không nhắc con của mình xin lễ cho ông bà nội, ông bà ngoại của nó. Chúng ta phải nhìn cái sự thật, chúng ta có làm điều đó hay không? Rồi giữa vợ chồng với nhau, chúng ta mừng lễ thánh gia thất, giữa vợ chồng với nhau chúng ta có thực sự tôn trọng nhau không? Hôm nay trong bài đọc 2 có 3 cái chọn lựa của bài đọc. Đó là bài, nhưng mà con chọn cái bài đọc trong giáo xứ là của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Gửi tín hữu Colosse. Ngài nói về cái điều gì? Người vợ thì hãy tôn trọng chồng mình. Người chồng thì hãy yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu hội thánh. Người con thì phải biết vâng lời bố mẹ mình. Nghe hay quá. Thánh Phaolô nhắc tín hữu Colosse ở tiểu Á vào thế kỷ thứ đầu tiên: người vợ hãy honor, hãy phục tùng. Tiếng Việt dùng chữ phục tùng,
Nhưng cứ nghĩ cái chữ tôn trọng nhất là hãy tôn trọng chồng mình. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong xã hội Mỹ, mình có tôn trọng người vợ còn tôn trọng chồng mình không? Đôi lúc ở Việt Nam tôn trọng, có rất là nhiều bà qua bên Mỹ này con hỏi, họ nói chứ cha ơi con chán cái ông này quá, ông thế này thế nọ, ok thế này thế kia. Con hỏi bây giờ cha hỏi thiệt nè, cái ông chồng mà con đang sống ngày hôm nay nè, so với cái thời Việt Nam với bên Mỹ, bây giờ ông tốt hơn hay hồi xưa ông tốt? Ô bây giờ ông tốt hơn cha, tức là ông biết làm việc. Con nói ủa vậy tại sao còn phàn nàn gì nữa? Thế cha nhưng mà bên Mỹ nó phải thế này thế nọ. Đấy, mất cái tôn trọng chồng mình. Bây giờ qua Mỹ đòi phải thế này, phải thế kia. Người chồng cũng vậy. Ở Việt Nam thì người chồng hãy yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu hội thánh. Chúa Giêsu có đánh đập hội thánh bao giờ không? Người Á Châu của chúng ta chắc bị cái đó nhiều. Người chồng đánh đập vợ mình. Con nói cái này chắc nhiều người chửi rủa con, nhưng mà thật sự con nói rất thật. Qua bên Mỹ thì đôi lúc người vợ mình đánh đập chồng mình thì mới ghê chứ. Nó lại đi ngược lại. Người chồng, tiếng Việt là người vợ hãy phục tùng chồng mình. Nhưng con nghĩ cái chữ dịch đúng là hãy honor, có nghĩa là hãy tôn trọng chồng mình. Cho nên cuối cùng các bà và anh chị em trở lại cái lời hứa hôn nhân. Ông cha cũng hỏi nhiều lắm, con có tự do và thành lập đến đây để kết hôn với nhau không? Đó là những điều kiện để tiến tới hôn nhân. Khi chọn đời sống hôn nhân, con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục Chúa theo luật Chúa Kitô và thưa có. Đó là những điều kiện để bước đến hôn nhân. Nhưng thực sự trong cái hôn nhân công giáo của chúng ta nhớ rằng linh mục không phải là thừa tác vụ của hôn nhân theo thần học công giáo, mà chính hai người, người vợ và người chồng là thừa tác viên của hôn nhân của họ. Vị linh mục chỉ là một người chứng trên danh nghĩa của giáo hội mà thôi. Linh mục không phải là thừa tác viên, mà chính vợ chồng. Và chính thừa tác viên đó đã nói với nhau gì để nó biến thành hội thánh. Tôi Maria Nguyễn Thị A nhận anh Phêrô Trần Văn B làm chồng. Người chồng cũng nói như vậy. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em hay với anh khi thịnh vượng cũng như chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Chúng ta không thể yêu thương, sẽ không chung thủy, sẽ không lúc bệnh cũng như lúc mạnh nếu nó không có hai cái chữ cuối cùng. Giáo hội hay vô cùng, lấy ngay từ cái tư tưởng của bài đọc ngày hôm nay của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côlôse, để yêu thương và tôn trọng. Quý ông bà và anh chị em nghe thì hồi nãy con nói chưa, Thánh Phaolô bảo người vợ phải tôn trọng chồng mình và người chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu hội thánh. Giáo hội dùng ngay hai cái chữ đó, dùng ngay hai cái chữ đó để đặt vào cái lời hứa hôn nhân của quý vị, để yêu thương và tôn trọng anh hay tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi. Thực sự chúng ta nhìn thấy có những cặp vợ chồng không yêu thương cũng chả tôn trọng, có những cặp vợ chồng được yêu thương thì không tôn trọng, có những cặp vợ chồng được tôn trọng thì mất yêu thương. Đặc biệt trong người Á Châu của mình hay có cái văn hóa là khi các ông ngồi nhậu với nhau thì phải nói xấu vợ kìa, phải coi vợ mình chả ra gì kìa. Thì đó mới là cái người đàn ông vĩ đại. Nói xấu vợ mình, chê bai vợ mình. Đôi lúc con ngồi con nghe xong con nói tôi thật sự tôi thương ông quá. Hỏi sao vậy? Sao ông lấy phải con vợ như vậy? Ông chọn lựa thế. Tôn trọng vợ mình ở chỗ nào mà khi ngồi nói về vợ mình thì không còn điều gì xấu hơn để nói. Yêu thương và tôn trọng. Nhìn lại chúng ta đang sống ở đâu trong cái đó. Hy sinh người Việt Nam chúng ta có rất tốt, nhưng yêu thương và tôn trọng thì rất vấn đề. Cuối cùng, đi đến cái chữ cuối cùng, Thánh Phaolô nói người con thì phải vâng lời cha mẹ. Ui sao nó khó thế, con biết nó khó như thế nào. Chứ vâng lời ở đây không có nghĩa là bố mẹ bảo sao thì phải làm vậy. Dạ dĩ nhiên khi chúng ta còn bé, khi chúng ta trưởng thành chúng ta có đời sống riêng. Nhưng cái vâng lời không phải là bảo sao phải làm vậy, mà cái vấn đề là phải giải thích cho bố mẹ và không bực mình và khinh khi bố mẹ của mình đã già. Nếu chúng ta đọc trong sách Khôn Ngoan hả, The Book of Huấn Ca chứ, ai vâng lời, ai thảo kính cha thì sẽ được sống lâu dài, ai thảo kính mẹ sẽ được sống lâu dài, ai thảo kính cha thì sẽ được Chúa chúc lành.
là phận làm con, trong đó có con. Con thấy mình đã rơi rụng quá nhiều trong cái vấn đề hay phục tùng cha mẹ của mình. Có thể mình bực mình khó chịu bởi vì kiến thức họ không bằng. Họ lớn lên trong môi trường của Việt Nam, chúng ta qua Mỹ, chúng ta có bằng cấp, chúng ta có kiến thức, chúng ta ngày hôm nay với một công nghệ tốt hơn, và họ cứ phải mày mò từng ly từng tí. Cho nên chúng ta coi họ không ra gì. Tuổi già, họ bắt đầu suy tư chậm chạp, bắt đầu hay quên. Chân tay nó bắt đầu tê, nó không có làm chủ được, mà cầm cái này nó rớt, cái kia nó rớt, và mình nhìn họ với một con mắt có vẻ bực mình và khinh khi. Có thể chúng ta không dám nói bằng miệng, chúng ta không làm, nhưng chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy khinh khi họ thay vì vâng lời họ. Hôm nay là Thánh Gia Thất. Mỗi người chúng ta trong bậc làm cha, làm mẹ cũng như làm con, nhìn lại chính mình. Đặc biệt là có những người đang nghe con, vừa sống trong vai trò làm cha làm mẹ, cũng vừa sống trong vai trò của người làm con, lại phải nhìn cả hai phía. Hôm nay chúng ta xin thú tội với Chúa. Chủ nhật này khi mọi người đi lễ, nếu ai đã đi lễ rồi rồi mới nghe cái video này, thì xin đọc lại kinh thương xót và thực sự xin tha thứ những tội con đã phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, không phải với Chúa mà với chính gia đình của con. Xin Chúa thứ tha và cho chúng ta ân sủng và sức mạnh để vượt qua, để sống tốt hơn. Đối với người làm chồng làm vợ thì phải yêu thương và tôn trọng. Đối với người làm con phải biết vâng lời cha mẹ. Amen. Một lần nữa, con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo, cứ cô các bà và chị em có thể tìm ở trên YouTube hoặc ở trên Facebook với chương trình tên là Sống Đạo Công Giáo, với những bài giáo lý cũng như những bài chia sẻ để giúp chúng ta để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Amen. Để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be saints, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa.